tiếng động biến mất. Giống như có thứ gì ở cắn nuốt hóa giải thân thể hắn. Phượng Trường Duyệt ánh mắt một ngưng, lập tức nhìn về phía hắn phía sau lưng, tuy rằng xem không lắm rõ ràng, nhưng là lại vẫn như cũ từ hắn thật dài vết sẹo phía trên. Thấy được một đạo ẩn ẩn hồng quang. Nàng trong lòng đột nhiên cả kinh, cả người đều bỗng nhiên rét lạnh phát lạnh, rồi sau đó cơ hồ là không chút do dự hướng tới mặt sau thối lui. Mà kia một đạo hồng quang, cũng vào lúc này chợt phát lực. Nguyên bản tựa hồ thật sâu khảm ở Quý Minh Thành phần lưng kia một đạo quang nhận, cư nhiên vẫn luôn an tĩnh ẩn núp, chỉ vì chờ đợi lại lần nữa cấp Phượng Trường Duyệt một kích. Đường nó bay ra thời điểm, nháy mắt biến thành vô số đạo màu đỏ quang nhận, che trời lấp đất mà đến. Phượng Trường Duyệt nguyên bản cùng Quý Minh Thành liền ai thật sự gần, lúc này tuy rằng xuất phát từ bản năng nhanh chóng lui lại, nhưng là như vậy khoảng cách kia vô số quang nhận. Cũng như cũ theo sát này thượng, thậm chí trong khoảnh khắc đã tới rồi Phượng Trường Duyệt trước mặt. Nàng tóc đen đều bởi vì cường đại năng lượng đánh sâu vào mà bị xả thành một đạo màu đen cờ xí. Tung bay ở sau người, nàng trong nháy mắt này, cơ hồ có thể cảm giác được kia quang nhận phía trên vô cùng sắc nhọn hơi thở. Thậm chí liền trên người da thịt đều ẩn ẩn làm đau. Nàng bỗng nhiên vươn tay cánh tay, bởi vì phía trước phòng ngự thiên đường hỏa còn nơi tay cánh tay phía trên bao trùm một tầng áo giáp, lúc này vừa lúc dùng để chống đỡ. Ca, Phượng Trường Duyệt hai tay giao nhau, trong người trước chợt trọng điệp. Phát ra thanh thúy thanh âm. Tại đây đụng chạm trong nháy mắt, vô số hỏa hoa đột nhiên từ giữa tuôn ra. Vô cùng phần túy lóa mắt kim sắc hỏa hoa trong nháy mắt này. Giống như ở nàng trước mặt biến thành một đóa lộng lẫy đóa hoa. Rồi sau đó, nàng trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái thật lớn nghệ. Tiên đường hỏa trong nháy mắt này, chợt xuất kích. Ở nàng trước người, hình thành một cái thật lớn tự phù, như là một mặt tấm chắn giống nhau, chắn nàng trước người. Mà cùng lúc đó, bên cạnh bỗng nhiên một đạo cực kỳ mạnh mẽ lực lượng truyền đến. Nàng chưa tới kịp quay đầu, liền nhìn đến một cây lập lòe màu xanh băng tia chớp trường mâu, chợt từ bên cạnh bay tới. Vừa lúc vọt tới kia một mảnh màu đỏ quang nhận bên trong. Như là một viên cục đá, chợt rơi vào rồi bình tĩnh mặt hồ, kinh khởi một mảnh gợn sóng, lại như là một đạo tia chớp kéo dài qua màn trời, tại đây một khắc phá lệ lóa mắt. Đúng là Vũ Thiên Yến Lôi Thần Chi Mâu. Nó lấy cực nhanh tốc độ bay tới, vô cùng cường ngạnh xông vào này một mảnh màu đỏ quang nhận. Ở người khác xem ra, có lẽ này cũng không có cái gì, nhưng là chỉ có khoảng cách gần nhất Phượng Trường Duyệt cùng Vũ Thiên Yến có thể cảm nhận được. Kia màu đỏ quang nhận đến tột cùng có được như thế nào lực lượng, mà này Lôi Thần Chi Mâu, trong khoảnh khắc xông đi vào, lại là như thế nào gian nan. Phượng Trường Duyệt trước mặt dù cho đã có kim sắc nghệ tự tấm chắn, như cũ có thể cảm giác được rõ ràng kia một cổ vô pháp ngăn cản lực đánh vào lượng. Ở kia màu đỏ quang nhận bên trong, Lôi Thần Chi Mâu đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ là khiến cho cực đại đánh sâu vào. Mà trong đó chợt táo bạo năng lượng dao động cũng ở ngắn ngủi trầm tĩnh lúc sau, điên cuồng hướng tới bốn phía khuếch tán mà đi. Mà bởi vì giờ khắc này chậm chạp, Phượng Trường Duyệt thân hình nhanh chóng lui về phía sau, cơ hồ là mạo hiểm đến cực điểm tránh đi nguy hiểm nhất địa phương. Trung gian những cái đó màu đỏ quang nhận như là điên cuồng giống nhau, sôi nổi treo cổ ở bên trong Lôi Thần Chi Mâu. Tuy rằng không tiếng động nhưng là gần là nhìn, cũng vẫn như cũ làm người cảm giác được kia trong đó không thể miêu tả cường đại đánh sâu vào. Vũ Thiên Yến ngực chấn động, lại là chút nào không ngừng, thân hình giống như một đạo du tàu tia chớp, trong khoảnh khắc xuất hiện ở Phượng Trường Duyệt bên người, hơn nữa chắn nàng trước người. Không chờ Phượng Trường Duyệt nói chuyện, Vũ Thiên Yến liền quay đầu nhanh chóng nói, nó mục tiêu là ngươi, ta trước giúp ngươi ngăn trở. Đây là phải vì Phượng Trường Duyệt phản kích tranh thủ thời gian. Phượng Trường Duyệt cũng không làm ra vẻ, thấp giọng nói một tiếng tạ, đó là lần thứ hai lui về phía sau mở ra, rồi sau đó bắt đầu điều động thân thể trong vòng sở hữu lực lượng. Nàng có một loại dự cảm, này màu đỏ quang nhận, nếu không toàn lực ứng phó, chỉ sợ nàng hôm nay liền phải ngã quỵ nơi này. Đằng một tiếng, trên người nàng bỗng nhiên bốc cháy lên từ kim sắc ngọn lửa. Mà bên cạnh nhìn kỹ đi, còn có nhợt nhạt màu bạc. Thân thể của nàng trong vòng, linh tông chi tâm bỗng nhiên nhanh chóng nhảy lên lên. Vô số linh lực từ thân thể các nơi trào dâng mà ra, hướng tới tay nàng trung hội tụ. Mới vừa rồi chiến đấu đã tiêu hao một bộ phận năng lượng, đặc biệt là đương khống chế bốn loại thần hỏa cùng nhau thời điểm. Vô luận là đối linh lực vẫn là tinh thần lực tiêu hao đều cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này nàng, nghiễm nhiên đã không phải toàn thịnh thời kỳ. Nhưng là mấu chốt nhất một chút là nàng thân thể trong vòng bốn loại thần hỏa kỳ thật bởi vì vừa mới dung hợp cho nên vẫn luôn làm nàng vô pháp phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực. Nàng lúc trước cắn nuốt bạc hồn ma chơi.
ở kia sơn động trong vòng, nhìn như chỉ là tiêu phí một đoạn thời gian, liền nhẹ nhàng đem thần hỏa thu phục. Rồi sau đó càng là trực tiếp cùng Tuyết Tê chạy về học viện. Rồi sau đó càng là trực tiếp chạy về phía nơi này, cùng những người này luân phiên chiến đấu. Trên thực tế, thân thể của nàng trong vòng, vẫn luôn ở vào một loại cực đoan cân bằng bên trong. Nàng yêu cầu hao phí cực đại năng lượng đi khống chế cái này cân bằng. Một khi mất đi cái này cân bằng, như vậy có lẽ đối nàng cũng sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ngạch hậu quả. Mà cái kia cân bằng, kỳ thật chính là mặt khác ba loại ngọn lửa đối nó áp chế. Nói chung, nàng cắn nuốt thần hỏa lúc sau thiên đường hỏa đều sẽ dẫn theo thần hỏa ở kinh mạch trong vòng vận chuyển. Hơn nữa lưu chuyển mấy cái tiểu chu thiên, thẳng đến hoàn toàn đem bất đồng thuộc tính cùng đặc tính ngọn lửa hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau. Chân chính tiêu chuẩn kỳ thật là bốn loại thần hỏa vừa không sẽ lẫn nhau kiềm chế, cũng sẽ không lẫn nhau tranh đấu. Nàng là đem bạc hồn ma chơi cắn nuốt, nhưng lần này cuối cùng một bước nàng kỳ thật cũng không có hoàn thành. Lúc này mạnh mẽ dùng bốn loại ngọn lửa cũng là vì cần thiết thời thời khắc khắc đều bảo trì cân bằng. Nhưng là như vậy, tự nhiên sẽ tiêu hao càng nhiều linh lực cùng tinh thần lực. Phải biết rằng nàng ở cắn nuốt bạc hồn ma chơi lúc sau, còn không có thăng cấp. Này kỳ thật chính là vấn đề lớn nhất, nhưng là nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không lựa chọn như vậy. Nhưng là thần hỏa dung hợp, yêu cầu cực kỳ an tĩnh hoàn cảnh. Hơn nữa nói không chừng sẽ sinh ra cái gì dị thường tình huống, hơi có vô ý, liền sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Một phương diện, Tuyết Tê ở bên ngoài, tuy rằng hắn sau lại thái độ thập phần hòa thuận. Hơn nữa thần hỏa đối hắn mà nói thập phần quan trọng, hắn cơ bản sẽ không tới hãm hại nàng, nhưng là nàng trong lòng chung quy vẫn là không tin hắn. Nàng không có khả năng ở hắn khoảng cách như vậy gần dưới tình huống, lựa chọn tĩnh hạ tâm thần đi dung hợp thần hỏa. Mà về phương diện khác chính là áo tư đế quốc bên này tình huống thật sự là quá mức gấp gáp cho nên nàng mới vạn bất đắc dĩ làm như vậy. Không có bất luận kẻ nào nhìn ra không giống nhau tới, nhiều người như vậy nhìn, đều còn tưởng rằng nàng vẫn cứ có thể cường hãn chiến đấu. Trên thực tế, chỉ có chính nàng biết. Lúc này tình huống đã thập phần nguy hiểm. Cảm giác được linh tông chi tâm mãnh liệt nhảy động. Nàng cảm giác thân thể các nơi lực lượng đều đã hội tụ ra tới, toàn thân đều tràn ngập chiến ý, nhưng là nàng trong lòng cũng vô cùng minh bạch, lúc này nàng hơi có vô ý. Liền sẽ mất đi cái kia cân bằng, tiện đà sẽ đối chính nàng thân thể tạo thành uy hiếp. Không có dung hợp bạc hồn ma chơi. Trước sau là một cái che giấu bom, nàng ngân nha cắn chặt trong ánh mắt tựa hồ có lửa cháy thiêu đốt quanh thân khí thế ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt vẫn như cũ đang không ngừng bay lên. Mà thân thể của nàng phía trên cũng rốt cuộc hoàn chỉnh triệu hoán kim sắc áo giáp. Ánh nắng chiếu rọi này thượng. Quang hoa lộng lẫy, trong nháy mắt nàng thân hình bay nhanh bay lên, như là một đạo kim sắc quang mang phóng lên cao. Mơ hồ có thể nhìn đến nàng quạnh quẽ đến cực điểm dung nhan cùng với kia trong mắt lửa nóng chiến ý. Trong khoảnh khắc phảng phất chiến thần buông xuống. Nàng ở giữa không trung phía trên, trong tay bốn loại ngọn lửa hội tụ ở bên nhau, giống như tinh linh. Rồi sau đó, nàng chắp tay trước ngực lại là đem ngọn lửa hoàn toàn đè ép ở cùng nhau. Này trong nháy mắt nàng cơ hồ hao hết tinh lực. Bởi vì bốn loại thần hỏa lẫn nhau tuy rằng dung hợp nhưng là phượng trường duyệt này cử lại là không thể nghi ngờ đưa bọn họ hoàn toàn đánh nát lại lần nữa xoa ở bên nhau. Đây là muốn đem chúng nó từng người đánh tan, rồi sau đó kích phát chúng nó lẫn nhau kịch liệt xung đột dung hợp thời điểm lực lượng. Nàng phía trước thời gian vẫn luôn đều ở tích tụ lực lượng. Này một kích kỳ thật cũng là tương đương với lớp kín toàn bộ. Bởi vì nàng phía trước vẫn chưa làm như vậy quá, chỉ là bạc hồn ma chơi ẩn ẩn lực đánh vào lược, làm nàng trong óc bên trong đột nhiên phát ra ra ý nghĩ như vậy, vì thế do dự luôn mãi. Rốt cuộc tại đây màu đỏ quang nhận trước mặt lựa chọn đập nồi dìm thuyền. Nhìn đến nàng này đột nhiên làm ra động tác, vô số người đều là trố mắt rồi sau đó liền sôi nổi mở to hai mắt. Phượng Trường Duyệt nàng không có điên đi, nàng cương nhiên lựa chọn, oanh. Một cái lộng lẫy đến cực điểm vòng sáng, bỗng nhiên từ Phượng Trường Duyệt trưởng gian tiền đồ, rồi sau đó hướng tới bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Trong nháy mắt này, thiên địa chi gian sở hữu nhan sắc tự hồ đều biến mất, duy độc cái kia một thân kim sắc áo giáp dáng người thẳng thắn thiếu nữ. Cùng với nàng quanh thân bỗng nhiên khuếch tán mà đi vòng sáng, lóa mắt đến cực điểm. Nàng hơi hơi cúi đầu, sắc mặt phá lệ quạnh quẽ, không có bất luận cái gì biểu tình, đó là liền cặp kia màu đen trong suốt trong ánh mắt mặt. Cũng tựa hồ trong nháy mắt hóa thành sâu không lường được vực sâu, làm người nắm lấy không ra. Đứng đầu, mà kia từ nàng trưởng gian khuếch tán vòng sáng, lại là hiện ra một mảnh màu trắng, chỉ có bên cạnh mơ hồ mang theo một tia kim sắc. Kỳ thật nguyên bản không phải như vậy chói mắt nhan sắc.
kia vòng sáng nhan sắc thậm chí có thể xem như nhu hòa, nhưng là không biết vì sao. Đang xem quá khứ thời điểm, Tổng cảm thấy trong mắt chỉ còn lại có kia một mảnh vòng sáng, mặt khác hết thảy đều tựa hồ biến mất không thấy. Cái loại cảm giác này rất là kỳ quái, như là đắm chìm ở một mảnh ấm áp nước suối bên trong, toàn thân thoải mái, nhưng là trong lòng lại là dần dần sinh ra khủng hoảng. Trái tim như là vẫn luôn treo lên vô pháp sắp đặt mà nhẹ nhẹ từng đợt kinh hoàng, cũng không ngừng lan tràn ra tới. Đó là người đối với không biết bản năng sợ hãi. Cũng là đối với chính mình dần dần luân hãm bản năng cảnh kỳ, cho nên tuy rằng kia vòng sáng cũng không lóa mắt nhưng là đang xem liếc mắt một cái lúc sau, lại là làm người vô pháp nhìn thẳng. Chỉ phải lựa chọn che khuất đôi mắt hoặc là dứt khoát vặn khai tầm mắt. Kia trong nháy mắt an tĩnh trầm luân, lần thứ hai vang lên đều làm người vô cùng nghĩ mà sợ. Ở không ít người phía sau lưng nổi lên một thân mồ hôi lạnh thời điểm, kia vòng sáng hướng tới bốn phía khuếch tán mà đi lúc sau, nguyên bản trải qua địa phương. Cũng chính là Phượng Trường Duyệt quanh thân, lại là dần dần xuất hiện từng đạo màu sắc rực rỡ sóng gợn. Như là đột nhiên nhộn nhạo dựng lên gợn sóng, mê loạn tâm thần. Toàn bộ không trung phía trên, nguyên bản âm trầm màn trời, bởi vì một màn này xuất hiện, mà có vẻ sáng trong một ít. Thiên địa chi gian, giống như cũng chỉ dư lại kia một chỗ không gì sánh kịp mỹ lệ. Kia phiếm màu sắc rực rỡ nước gợn giống nhau vòng sáng, chung quanh là nhu hòa màu trắng, mơ hồ phiếm nhàn nhạt kim sắc quang mang. Tình cảnh này, thực sự say lòng người kiều diễm lại cũng tràn ngập nguy hiểm. Phía dưới Vũ Thiên Yến, ở đem chính mình lôi thần chi mâu quang vào kia một mảnh màu đỏ quang nhận lúc sau, liền vẫn luôn chắn đằng trước, hắn trước người bày ra kết giới. Hơn nữa tay trái chấp lôi thần chi thuẫn, dụng tâm niệm khống chế thao tác lôi thần chi mâu ở bên trong phản kích. Lôi thần chi mâu cùng lôi thần chi thuẫn phía trên, màu xanh băng tia chấp bay nhanh du tẩu, thỉnh thoảng truyền đến bùm bùm thanh âm, làm người gần là nghe. Liền đủ để cảm thấy trong đó phân loạn kịch liệt chiến đấu. Nhưng là dù vậy, kia quang nhận lực lượng như cũ thập phần cường đại, hơn nữa bởi vì số lượng thật sự là quá nhiều, trừ bỏ một bộ phận tới đối phó lôi thần chi mâu ở ngoài. Dư lại vẫn là không hề cố kỵ hướng về phía Vũ Thiên Yến mà đến. Hắn trước người kết giới, không ngừng phát sinh dao động. Kia đánh sâu vào lực lượng rất lớn, thế cho nên mỗi một lần công kích hắn đều phải dùng hết toàn lực tới chống đỡ. Mấu chốt nhất chính là kia màu đỏ quang nhận giống như ẩn chứa một cổ cực kỳ quỷ dị mà táo bạo lực lượng, mỗi một lần đánh sâu vào tuy rằng không có đâm thủng kết giới, nhưng là lại đều giống như có nhẹ nhẹ từng đợt lực lượng thẩm thấu tiến vào. Bất quá là một lát thời gian, hắn liền cảm thấy được thân thể tựa hồ gặp công kích thân thể hắn trong vòng, bỗng nhiên như là ùa vào rất nhiều lưỡi dao, ở trong thân thể mặt tàn sát bừa bãi. Cái loại này cực hạn đau đớn cảm chỉ là một lần, khiến cho hắn trên trán che kín mồ hôi lạnh. Sắc mặt tức khắc tái nhợt, hắn mày nhăn lại, trong lòng trầm xuống, những cái đó màu đỏ lưỡi dao. Cư nhiên vẫn là không chỗ nào không vào. Hắn lúc trước cũng là không nghĩ tới trên đời này cư nhiên có như vậy quỷ dị sự tình, cư nhiên có thể cách kết giới liền đem lực lượng truyền lại qua đi. Hắn kinh mạch, huyết nhục, thậm chí cốt tủy bên trong, đều trong nháy mắt này truyền đến cực hạn đau đớn. Hắn thân thể run lên, trong cổ họng dâng lên một cổ ngọt tanh, lại bị hắn sinh sôi nhịn xuống. Rồi sau đó, hắn đem lôi thần chi thuẫn che ở trước người, lại là hướng tới phía trước bán ra một bước. Mà đồng thời, hắn tay phải phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một đạo ẩn ẩn màu đen quấn quanh ở đầu ngón tay phía trên. Hắn thân thể trong vòng linh lực trào dâng tốc độ càng nhanh. Kia đau đớn liền càng là kịch liệt tới rồi cuối cùng thân thể hắn cơ hồ đã chết lặng. Nhưng là hắn động tác lại là không có chút nào chậm chạp, sắc mặt tuy rằng tái nhợt. Nhưng là bất luận kẻ nào nhìn đến kia đạm mạc hẹp dài hai mắt đều chỉ biết nhìn đến hắn quyết tuyệt chiến ý. Ngay sau đó hắn đột nhiên một lóng tay giò ra, không trung phía trên, bỗng nhiên mây đen giăng đầy, cuồng bạo năng lượng bỗng nhiên hướng tới hắn quanh thân mà đến. Mà ở kia một mảnh u ám bên trong, chậm rãi giò ra một cây thật lớn ngón tay. Kia ngón tay phía trên, tình lình hiện lên nhàn nhạt màu đen thần bí phù văn. Chết, Vũ Thiên Yến thanh âm nghẹn ngào cơ hồ khó có thể nghe rõ, nhưng mà ngay sau đó. Kia ngón tay đó là mang theo thật lớn uy áp, hướng tới kia màu đỏ quang nhận mà đi. Tại đây ngón tay xuất hiện trong nháy mắt, Trúc thấy ánh mắt lập tức thay đổi. Quả nhiên như thế. Trúc thấy ngửa đầu nhìn kia dần dần rơi xuống ngón tay, cảm thụ được trong đó cường đại uy áp, ánh mắt gần như si mê nhìn kia ngón tay phía trên thần bí màu đen phù văn. Trên mặt lại là lộ ra quỷ dị tươi cười. Lạnh lẽo, rồi lại như là thoải mái. Tựa hồ là tìm được rồi vẫn luôn đang tìm kiếm đồ vật trong mắt đã là vui sướng lại là lãnh lệ.
Xem ra này một chuyến thật là tới đúng rồi. Hắn nói, khóe miệng tươi cười lại là càng thêm đại. Rồi sau đó thấp thấp cười rộ lên, thanh âm cũng dần dần tăng lớn. Ha ha ha, không thể tưởng được, không cần đi tìm, chính hắn liền tới rồi. Mà ở nhìn đến kia ngón tay lúc sau, nguyên bản đi theo chúc thấy cùng nhau tới người bên trong. Kia mấy cái linh tông đều là thần sắc biến đổi. Trong đó một cái khoảng cách chúc thấy tương đối gần, nhìn đến chúc thấy trên mặt thần sắc lập tức liền minh bạch cái gì. Phía dưới người cái gì cũng không biết, mà bọn họ mấy cái tuy rằng mơ hồ biết là tới nơi này tìm đồ vật, nhưng là lại không biết rốt cuộc là cái gì, lúc này thấy đến chúc thấy sắc mặt. Còn có cùng cái gì không rõ. Nhìn dáng vẻ, là này nhất chiêu, bại lộ cái gì à. Đại nhân, chúng ta muốn hay không hiện tại, hắn tiến lên vài bước thật cẩn thận trưng cầu dụng tâm thấy. Mặt trên nếu đem chuyện này giao cho bọn họ, hơn nữa muốn chạy đến nơi đây tới, có thể thấy được đúng vậy xác tương đối bị mặt trên coi trọng, cơ hội như vậy, đương nhiên phải có điểm ánh mắt. Tranh thủ có thể có điểm chỗ tốt. Chúc thấy quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng cười. Không vội, chờ những việc này đều kết thúc, hắn cũng là trốn không thoát. Hắn như thế nào sẽ không biết những người này suy nghĩ cái gì? Hừ, đáng tiếc, hôm nay công lao này, hắn là không tính toán cùng bọn họ gánh vác. Biết này trong đó trọng lượng, hắn chính là không muốn buông tha này chỗ tốt. Lại nói, này đó bố cục cũng là hắn sáng sớm liền bố trí tốt, hiện tại muốn đoạt. Thật là chê cười. Chúc thấy này liếc mắt một cái, lập tức làm người kia trong lòng lạnh lùng, minh bạch này không phải chính mình có thể tùy tiện động, liền liên tục cười làm lành, hướng phía sau thối lui. Đại nhân anh minh. Chúc thấy không hề để ý tới hắn, lần thứ hai đem tầm mắt đặt ở kia vắt ngang ở không trung phía trên ngón tay thượng, nhìn kia mặt trên màu đen phù văn, thu liễm trên mặt ý cười. Ngay sau đó nhìn về phía Vũ Thiên Yến. Nguyên bản cho rằng còn muốn tìm xem, hiện tại xem ra, lại là có thể chờ một chút, sau đó trực tiếp bắt lấy. Nhưng mà bên này động tĩnh, lại là không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Lúc này, một nửa người đang xem Phượng Trường Duyệt, một nửa người đang xem Vũ Thiên Yến. Đế Á dùng tay che khuất đôi mắt, nhớ tới mới vừa rồi nhìn đến kia vòng sáng, chính mình trong đầu xuất hiện chỗ trống cùng cái loại này quỷ dị trầm luân. Nhịn không được từ đáy lòng sinh ra một cổ lạnh lẽo, phía sau lưng phát lạnh, mặc dù là nàng, cũng nhịn không được nghĩ lại mà sợ. Thật sự là quá quỷ dị. Cái loại cảm giác này, giống như là lặng yên không một tiếng động hoạt hướng về phía kề cận cái chết, nàng thậm chí cảm thấy, nếu chính mình lại vãn trong chốc lát thanh tình. Chỉ sợ liền thật sự sẽ trực tiếp chết ở nơi đó mà. Trường Duyệt này nhất chiêu không khỏi cũng quá lợi hại. Ta nguyên bản cho rằng nàng đã cũng đủ cường. Không nghĩ tới, cứ nhiên so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại. Ai, đáng tiếc nguyên bản nghĩ ta hào hào tu luyện, nói không chừng có thể đuổi kịp nàng, lại không nghĩ rằng. Bất quá là một năm thời gian, nàng đã ở cường giả đường xá thượng càng đi càng xa, càng đi càng nhanh. Đế Á cảm khái, trong lòng trung quy là bởi vì cùng Phượng Trường Duyệt chi gian chênh lệch càng ngày càng xa mà có chút mất mát, nhưng là rồi lại che giấu không được kiêu ngạo cùng đắc ý, bất quá. Thật không hổ là ta nhất sùng bái người a. Nàng không chút nghi ngờ, không lâu tương lai, Phượng Trường Duyệt nhất định có thể đứng ở đại lục đỉnh cao nhất. Một bên Xê Gia như cũ là trầm mặc ít lời, chỉ là đang nghe đến cuối cùng thời điểm. Rốt cuộc cũng nhịn không được phụ họa một tiếng, đúng vậy. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ đại lục, lại có cái nào người có thể ở cái này tuổi có được như vậy chiến tích. Đế Á quay đầu nhìn thoáng qua thấy Xê Gia trên mặt tựa hồ có chút buồn bã, không giống nàng như vậy cao hứng, liền thọc thọc hắn, như thế nào, ngươi giống như không cao hứng cho lắm a. Xê Gia thở dài, không phải không cao hứng. Ta chỉ là tiếc nuối. Nàng là ta cái thứ nhất bằng hữu, cũng là ta tốt nhất bằng hữu. Nhìn đến nàng như vậy, ta đương nhiên thực vui vẻ. Nhưng là... chênh lệch lớn như vậy, chúng ta như thế nào đứng ở bên người nàng, chỉ sợ nguy hiểm tới, chúng ta liền giúp nàng đều làm không được. Có thể đuổi kịp Phượng Trường Duyệt nện bước vì nàng làm một chút sự tình, đây là Xê Gia cho tới nay tâm nguyện. Tuy rằng ngũ trưởng lão nói hắn thiên phú khó gặp, nhưng là khoảng cách muốn luyện chế ra phụ họa Phượng Trường Duyệt thân phận linh bảo cũng còn có chênh lệch. Cho nên, hắn mới có chút hạ xuống. Nếu cấp ngũ trưởng lão nghe thấy Xê Gia những lời này, chỉ sợ nhịn không được muốn lập tức chửi ầm lên một cái vừa mới bắt đầu học tập luyện khí người. Đã hơn một năm cũng đã có thể luyện chế cao cấp huyền giai linh bảo, đây là cái dạng gì thiên phú? Hắn cư nhiên còn ghét bỏ. Xê Gia theo như lời, phụ họa Phượng Trường Duyệt linh bảo ít nhất cũng là địa giai linh bảo, ngũ trưởng lão nếu là biết hắn mới tuổi này. Học tập bất quá đã hơn một năm liền muốn luyện chế địa giai linh bảo, khả năng sẽ một bụng lão huyết phun ra tới.
Đại lục phía trên, luyện khí điêu tàn, tông sư cấp luyện khí sư cơ hồ biến mất hầu như không còn, mặc dù là Già Lam học viện như vậy truyền thừa ngàn năm học viện. Cũng bất quá là có ngũ trưởng lão nhất phái nỗ lực truyền thừa. Có thiên phú rất ít, huống chi cho dù có thiên phú, rất nhiều luyện khí biện pháp cũng đều thất truyền, làm cho người bình thường rất khó trở thành luyện khí đại sư. Ngũ trưởng lão thật vất vả nhiều năm như vậy, cũng liền tìm tới rồi xê ra một người tới kế thừa y bát thôi. Đại lục phía trên, hiện tại địa giai cùng với thiên giai linh bảo cơ hồ đều là mấy ngàn năm trước kia thậm chí càng lâu luyện chế, số lượng thưa thớt cho nên chân quý. Đó là ngũ trưởng lão. Cũng chưa từng có luyện chế ra thiên giai linh bảo. Đáng tiếc xê ra cơ hồ chỉ là đại khái nghe xong một chút tương quan sự tình, hơn nữa cũng không có để ở trong lòng, cho nên cũng không biết chính mình đối chính mình yêu cầu có bao nhiêu biến thái. Mà một bên đề á tự nhiên càng không biết. Nàng trầm ngâm một lát, cũng vì cái này vấn đề yêu thương một lát, rốt cuộc chính nàng cũng là cái dạng này tình huống. Nhưng là giây lát trên mặt nàng liền lộ ra tươi cười, hào sảng vỗ vỗ xê ra bả vai, yên tâm. Chúng ta chỉ cần nỗ lực đi xuống, khẳng định có thể có như vậy một ngày. Lại nói, Trường Duyệt là cái dạng gì người, điểm này sự tình sẽ không ảnh hưởng chúng ta hữu nghị a. Xê ra nghe vậy, nghiêm túc gật gật đầu, ân. Nói cũng là, đế á tầm mắt ngay sau đó lạc hướng về phía nào đó phương hướng, hiện lên vài phần lo lắng, ta hiện tại chính là lo lắng. Tam điện hạ có thể hay không ứng phó tới? Nhìn dáng vẻ, những cái đó màu đỏ quang nhận tựa hồ, rất khó ứng phó a, những cái đó rốt cuộc là thứ gì? Ngũ trưởng lão nhìn, cũng nhịn không được nhăn lại mi, không biết vì sao. Gần là như thế này nhìn liền tâm sinh lo lắng. Tuy rằng hắn đối Vũ Thiên Yến trình độ có tin tưởng, nhưng là kia đồ vật giống như cũng thập phần quỷ dị. Không có nghe được trả lời, hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở chính mình bên người Linh Âm, đương nhìn đến nàng dị thường nghiêm túc thần sắc khi, nhịn không được trong lòng lắp bắp kinh hãi. Cái loại này không tốt cảm giác càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ, phương diện này, Linh Âm trên mặt thập phần ngưng trọng, dĩ vãng luôn là mang theo dịu dàng tươi cười, cũng không biết khi nào đã rút đi. Cái này làm cho nàng thoạt nhìn, có không thể miêu tả uy nghiêm cùng khí thế. Sự tình có chút không ổn, hy vọng, không phải những người đó. Ngũ trưởng lão nghe được trong lòng trầm xuống, ngài là nói người nào. Linh Âm dừng một chút, nhìn về phía hắn, thanh âm ngưng trọng. Ta hy vọng, các ngươi vĩnh viễn sẽ không đụng tới những người đó. Ngũ trưởng lão đang muốn lại cẩn thận hỏi một chút, lại bỗng nhiên thấy Linh Âm tầm mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ ở xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía chỗ nào đó. Cũng hy vọng hắn sẽ không gặp được người ngũ trưởng lão tâm, hoàn toàn trầm xuống dưới. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, lồng ngực đổ đến càng thêm lợi hại, trái tim lại là kịch liệt nhảy lên lên, trong đầu kia căn tuyến, cũng trở nên xưa nay chưa từng có căng chặt lên. Xem bộ dáng này, Linh Âm tựa hồ là biết chút gì đó, nhưng là hiển nhiên cũng không tưởng nói. Hơn nữa, rõ ràng là đề cập tới rồi Thương Ly. Hắn biết Thương Ly đã từng cùng Linh Âm là thiếu chút nữa thành thân. Lúc ấy hắn cùng Thương Ly cùng nhau đi ra ngoài du lịch, nửa đường gặp được Linh Âm, hai người ở chung cực hảo, ở hiểu biết đến lẫn nhau đều là áo tư đế quốc tứ đại học viện người lúc sau. Càng là mấy độ tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Lúc ấy, bọn họ đã ước định hảo chờ trở lại áo tư đế quốc, bọn họ liền nói cho lẫn nhau trưởng bối thành thân. Nhưng là trung gian đã từng phát sinh quá một việc, làm cho hai người cuối cùng cùng nhau trở lại đế đô lúc sau, thế nhưng đều ngậm miệng không đề cập tới lúc trước sự tình. Cho nên, chuyện này, cũng chỉ có lúc ấy mới hơn 10 tuổi hắn mới biết được bí mật. Mà kia chuyện, trên thực tế chính là bọn họ ba người đã từng phân tán quá. Ở chia lìa kia đoạn thời gian, chính hắn một người bôn ba, nỗ lực tìm bọn họ tung tích thiên nhi không thu hoạch được gì. Nửa tháng lúc sau, hai người cùng nhau trở về, hết thảy lại đều đã thay đổi. Hắn đến nay không biết lúc ấy kia nửa tháng, đã từng phát sinh quá cái gì, mặc dù là sau lại hai người hình cùng người lạ. Hắn trong lòng bi thương đáng tiếc cũng chưa bao giờ hỏi qua. Lại không nghĩ, ở thời điểm này, đột nhiên cảm thấy ra một chút dị thương. Nhìn dáng vẻ, hai người rõ ràng là đã từng gặp được quá thần bí người. Mà những người đó, làm Linh Âm cũng không dám tí này mũi nhọn. Nhưng là, hắn trong lòng bỗng nhiên trầm trọng bất kham, nhớ tới không lâu trước đây kia một hồi kiếp nạn, nhìn lại hôm nay tới những người này, càng muốn, trong lòng lại là càng bất an. Tuy rằng hai nhóm người thoạt nhìn cũng không tương tự, hơn nữa phía trước những người đó rõ ràng đã bị Hiên Viên Đêm giải quyết, nhưng là kia nhưng không nhất định, nói không chừng chính là cùng nhóm người A, đang ở suy nghĩ gian, bỗng nhiên có người chậm rãi tới gần. Ngũ trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại, lại là một người mặc ngân bạch áo lông chồn nam nhân.
Trên đầu của hắn mang mũ choàng, chỉ có thể nhìn đến một đoạn bạch ngọc cằm. Cùng một chương không hề môi sắc môi mỏng. Lúc này, hắn khóe miệng hơi cong, ngữ điệu không chút để ý, tựa hồ chỉ là ở tùy ý tham thảo hôm nay thời tiết. Nhìn đến hắn như vậy tùy ý, mũ trưởng lão không biết vì sao, trong lòng có điểm tức giận, nhưng là trong lòng biết không có lý do gì đối với đối phương phát hỏa, liền nhíu mày nói. Ngươi lại là người nào? Hắn trong lòng vẫn là có chút lo lắng, bởi vì người nam nhân này không hề tiếng động đến gần rồi hai người, nếu không phải hắn mở miệng, chỉ sợ hắn còn không có phát hiện. Có thể thấy được người này cảnh giới chi cao, tuyệt đối không ở hắn dưới. Tuyết Tê cười như không cười, nói, không phải các ngươi địch nhân. Linh Âm nhìn thấy hắn, lại là từ hoảng hốt bên trong thanh tỉnh lại đây, nghe vậy lại cũng là không có sinh khí. Ngược lại là nhìn hắn vài lần, bỗng nhiên nói, ngươi biết bọn họ. Tuyết Tê khóe miệng ý cười thanh đạm chút, không tính là nhận thức. Bất quá là, lược có nghe thấy thôi. Linh Âm thoải mái gật gật đầu, ánh mắt chi gian, lại là vẫn như cũ có một ít lo lắng. Không biết vì sao, cái này thoạt nhìn có chút suy yếu, nhưng là lại có được quỷ dị cường đại lực lượng nam nhân, cũng không làm nàng cảm thấy chán ghét. Nàng cảm thấy, như vậy một người, hẳn là khinh thường với dùng một ít bất nhập lưu thủ đoạn. Bởi vì loại người này, thông thường thập phần kiêu ngạo. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, ở cùng Phượng Trường Duyệt tiếp xúc lúc sau, hắn cũng thay đổi nguyên bản ý tưởng. Bởi vì ngay cả nàng đều biết, chỉ có Phượng Trường Duyệt thiệt tình thực lòng muốn giúp hắn, hắn mới có nhanh nhất khỏi hẳn khả năng. Mũ trưởng lão thấy Linh Âm cũng không có định ý, cũng liền không có nói cái gì nữa. Tuyết Tê lại là dẫn đầu nhìn về phía Phượng Trường Duyệt, khóe miệng ý cười hơi thâm. Hắn nguyên bản cũng không tính toán trộn lẫn chuyện này, nhưng là Thiên Nhi bỗng nhiên cảm thấy được Phượng Trường Duyệt động tĩnh, cũng liền tới đây. Không có biện pháp, Phượng Trường Duyệt thi triển 4 loại thần hỏa, hắn vô pháp không tới. Tò mò, mặt khác, ở trong thân thể cũng đích xác tựa hồ kích động một loại khát vọng. Hắn thật sự là muốn mau chóng hảo lên, như vậy Phượng Trường Duyệt tự nhiên không thể chết được, không chỉ có không thể chết được còn không thể bị người khác mang đi hoặc là khi dễ chết khiếp. Bằng không thân thể hắn làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, hắn liền tới rồi. Kết quả, lại vừa lúc nhìn đến Phượng Trường Duyệt thi triển này nhất chiêu, dù cho hắn đối Phượng Trường Duyệt phía trước đã đổi mới không ít, lúc này cũng vẫn như cũ nhịn không được nhướng mày. Ở trong lòng thừa nhận nàng thật là có thể nói biến thái thiên tài. Như vậy nàng, tuy rằng hiện tại bất quá là một tinh linh tông, nhưng là chỉ sợ không cần bao lâu, là có thể cùng kia một đám yêu nghiệt đánh đồng đi. À, bọn họ nếu là biết, ở chỗ này, còn có như vậy thiên tài tồn tại, không biết sẽ là cái gì phản ứng. Thật là tò mò thực a. À, Vũ Thiên Yến bỗng nhiên một tiếng áp lực đến cực điểm gầm nhẹ bên môi không ngừng trào ra huyết tới. Mà thân thể hắn cũng run rẩy không ngừng, hiển nhiên đã tới rồi cực hạn. Không trung phía trên kia một ngón tay, lại là càng thêm ngưng thật. Theo hắn này một tiếng gào giống, phảng phất sở hữu lực lượng đều đột nhiên nứt toạc. Phun trào mà ra, ngón tay kia, suốt cuộc hướng tới kia màu đỏ quang nhận nghiền áp mà đến. Lôi thần chi mâu ở bên trong, màu xanh băng quang mang lập lòe. Chưa hoàn toàn đụng vào, ba người chi gian năng lượng va chạm, đã làm chung quanh mặt đất toàn bộ vỡ vụn, rồi sau đó ầm ầm nhấc lên. Hướng tới bốn phía hỗn độn bay đi. Ở Vũ Thiên Yến chung quanh, lập tức xuất hiện một cái cực đại hố sâu. Vô số cái khe khe rãnh, chỉ một thoáng xuất hiện. Toàn bộ mặt đất đều bởi vì này cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào mà kịch liệt rung động lên. Vô số màu đỏ quang nhận, hướng tới kia ngón tay mà đi. Nhưng mà vẫn luôn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi quang nhận, ở gặp được kia màu đen phù văn thời điểm, lại là quỷ dị đến cực điểm trở nên thong thả lên. Nhưng là như vậy rằng có bất quá một lát thời gian, rồi sau đó, những cái đó huyết sắc quang nhận, liền lần nữa nhanh hơn tốc độ, hướng tới kia ngón tay bay đi. Suy, vô số đạo vết thương, đột nhiên xuất hiện, Vũ Thiên Yến trên người tức khắc xé rách vô số miệng vết thương. Này nguyên bản chính là hắn khuynh tẫn toàn lực đòn sát thủ, ngừng tụ hắn sở hữu tinh lực lúc này bị vây công tạo thành thương tổn tự nhiên cũng là theo sát mà đến. Một đao đao, tất cả chiếu ứng đến hắn trên người, thình thịch. Vũ Thiên Yến rốt cuộc chống đỡ không được bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Kia ngón tay phía trên hiện lên màu đen phù văn, lại là dần dần biến thâm. Trúc trông thấy này, ý vị không rõ cười cười, lại là đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ Vũ Thiên Yến kiên trì không được thời điểm, liền trực tiếp đem hắn bắt lấy. Trong khoảnh khắc, vô số quang nhận bỗng nhiên hướng tới Vũ Thiên Yến mà đi. Hắn quỳ rạp xuống đất, rộng mở ngẩng đầu, trên người đã máu chảy không ngừng, hơn nữa linh lực cơ hồ đã hao hết, đừng nói phản kích, hiện tại hắn chính là đứng lên, đều rất là gian nan. Nếu không phải lôi thần chi thuận ở chống đỡ, chỉ sợ hắn đã ngã xuống.
hắn hẹp dài đôi mắt chiếu ra một mảnh màu đỏ tươi quang. Nhưng mà ngay sau đó, lại là bỗng nhiên bị đổi thành một mảnh sặc sỡ màu sắc rực rỡ. Hắn chớp chớp mắt lại là vẫn như cũ không có thấy rõ trước mắt tình hình. Chỉ cảm thấy một đoàn màu sắc rực rỡ, đột nhiên chắn hắn trước người. Chung quanh ẩn ẩn tựa hồ còn có kim sắc quang huy. Nhưng là thực đạm, cơ hồ khó có thể thấy rõ. Bất quá, hắn nhìn đến kia một cái chớp mắt liền minh bạch đây là Phượng Trường Duyệt rốt cuộc ra tay. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được bị một đôi tay trưởng thèm lên. Kia tay thực mềm mại, lại phẳng phất mang theo vô tận lực lượng, mặt trên mơ hồ mang theo nóng cháy độ ấm. Nàng tới, Vũ Thiên Yến bỗng nhiên cảm thấy thân thể một trận hư thoát trong miệng huyết tinh hơi thở tràn ngập ở chóp mũi. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến chính mình thân thể nội bộ. Đã là một mảnh hỗn độn tổn hại bất kham. Rồi sau đó, mượn dùng này đôi tay lực lượng, hắn nỗ lực đứng lên, rồi sau đó đó là nhẹ nhàng đẩy ra. Ta không có việc gì, hắn nhàn nhạt nói, đồng thời vươn tay lau đi bên môi huyết. Tựa hồ thật sự không có gì. Phượng Trường Duyệt giữa mày nhíu lại, nàng cơ hồ chưa bao giờ gặp qua Vũ Thiên Yến như vậy chật vật suy yếu bộ dáng, có thể thấy được trận này chiến đấu, cho hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Nhưng là nàng cũng hiểu biết hắn tính cách nghe hắn nói như vậy, cũng không có kiên trì, liền buông lỏng tay ra. Bất quá vì an toàn khởi kiến, vẫn là lấy ra một viên đan dược phóng tới hắn bên môi. Đa tạ ngươi. Vũ Thiên Yến mở ra môi, đem kia đan dược hàm đi vào, cơ hồ là vào miệng là tan, do đó cảm thấy một cổ ấm áp lực lượng từ trong cổ họng lan tràn mà xuống, dọc theo thân thể kinh mạch du tàu. Trong nháy mắt tựa hồ cả người đều ở vào ấm áp suối nước nóng bên trong, tựa hồ liền kia đau đớn đều không như vậy rõ ràng. Phượng Trường Duyệt thấy hắn sắc mặt hảo một ít, mới xoay người nhìn về phía kia bị ngăn trở bên ngoài quang nhận. Phía trước xuất hiện vòng sáng, bị nàng ném xuống, vừa lúc chắn trung gian. Trung gian như là gợn sóng mặt hồ giống nhau màu sắc rực rỡ sóng gợn, còn ở hơi hơi rung động. Thoạt nhìn tập phần bình tĩnh, lại là đem những cái đó màu đỏ quang nhận tất cả cắn nuốt. Nơi đó như là có một cái hắc động tràn ngập cường đại hấp lực, đó là Phượng Trường Duyệt chính mình, cũng là có chút giật mình. Nàng chỉ là muốn đem bốn loại thần hỏa lực lượng một lần nữa dung hợp, cảm thấy có lẽ sẽ sinh ra cực đại đánh sâu vào, nhưng là lại cũng không nghĩ tới. Cứ nhiên sẽ xuất hiện như vậy một cái kỳ quái đồ vật. Nhưng là mặc kệ như thế nào, sức chiến đấu đã là ngoài dự đoán. Chính nàng ở bên trong thời điểm còn không có cảm thấy, đương đem kia vòng sáng ném xuống tới thời điểm, liền cảm thấy tựa hồ có điểm không thích hợp mà đương kia vòng sáng che ở phía trước. Không chút do dự đem những cái đó màu đỏ quang nhận đều cắn nuốt thời điểm, nàng rốt cuộc xác định trong lòng đoán rằng này vòng sáng thật là dung hợp bốn loại ngọn lửa, mấu chốt nhất chính là nó cư nhiên đem thiên đường hỏa cắn nuốt đặc tính phóng đại ra tới. Bất thình lình một màn cũng là làm Trúc thấy sắc mặt chợt biến đổi. Ngay sau đó cắn răng cái này thiếu nữ thật là không thể lưu. Nàng thêm một khắc liền sẽ mang đến vô số phiền toái. Nếu nàng vẫn luôn như vậy đi xuống, không chừng còn sẽ nháo ra cái gì ngoài ý muốn tới. Nếu đến cuối cùng, phá hủy bọn họ kế hoạch kia mới là thất bại trong gang tấc. Nhưng là không người biết hiểu, lúc này Phượng Trường Duyệt kỳ thật cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Bởi vì, nàng ẩn ẩn cảm giác được ở trong thân thể tựa hồ có thứ gì ở ngo ngoe dục dịch. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, thân thể của nàng rõ ràng đã tiêu hao quá mức linh lực, tinh thần lực cũng cơ hồ tiêu hao khô cạn, nhưng là cái loại này có thứ gì sắp phá lao mà ra cảm giác. Lại là càng thêm mãnh liệt, mà linh tông chi tâm cũng nhảy lên càng thêm nhanh chóng. Nhưng mà liền vào giờ phút này, đỉnh đầu bỗng nhiên đánh úp lại một trận gió lạnh. Nàng trong lòng cả kinh, lập tức phản ứng, xoay người liền hướng tới Vũ Thiên Yến chộp tới. Vũ Thiên Yến cũng hình như có sở giác tại đây một khắc đột nhiên hướng tới một bên trốn đi. Nhưng là lại vẫn như cũ chậm. Phượng Trường Duyệt thần sắc lãnh lệ, bắt được Vũ Thiên Yến một cái thủ đoạn, lại phát hiện đối diện Trúc thấy thế nhưng cũng là kiềm chế ở Vũ Thiên Yến bả vai. Hơn nữa mạnh mẽ hướng tới chính hắn phương hướng túm đi. Phượng Trường Duyệt không dám tranh, sợ hắn thật sự đem Vũ Thiên Yến thân thể tổn hại, liền buông lỏng tay ra. Nhưng mà ở buông ra tay trong nháy mắt lại là lòng bàn chân vừa truyền. Xuất hiện ở Trúc thấy phía sau. Trong tay lãnh quang hiện ra. Nhưng mà Trúc thấy lại cũng là phản ứng cực nhanh, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, hắn liền bắt cóc Vũ Thiên Yến, xuất hiện ở không trung phía trên. Mà lúc này, không trung phía trên kia ngón tay, rốt cuộc dần dần tiêu tán. Mà kia màu đỏ quang nhận cũng đều bị Phượng Trường Duyệt phòng sáng tất cả cắn nuốt. Thiên địa chi gian, đột nhiên trở nên cực kỳ an tĩnh.
Trúc thấy tay bóp lấy Vũ Thiên Yến cổ, trên mặt hiện lên kỳ quái tươi cười, nhẹ giọng hỏi, ngươi biết chúng ta vì cái gì sẽ đến nơi này sao? Vì cái gì, muốn nhằm vào các ngươi sao? Ân. Vũ Thiên Yến khụ ra một búng máu, lại là không hề có nhìn về phía Trúc Thầy ý tứ, khóe mắt đuôi lông mày, đều tựa hồ mang theo một tia châm chọc ý vị. Trúc thấy cũng không giận, tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói, bởi vì, các ngươi lúc trước, trộm chúng ta đồ vật ta xin khuyên ngươi, lập tức đem cái kia đồ vật kêu ra tới, nếu không. Ta chính là không cam đoan, có thể hay không tàn sát hàng loạt dân trong thành đâu. Vũ Thiên Yến đột nhiên mở mắt, lãnh quang hiện ra, ta không biết ngươi nói chính là thứ gì. Ta và các ngươi chưa từng có quá giao thoa. Trúc thấy nhịn không được cười to, ha ha ha, những lời này, ngươi nói ra lừa quỷ đâu. Nếu là không biết đó là thứ gì, ngươi như thế nào sẽ? Chúng ta độc truyền võ kỹ, ám linh chỉ, ngươi trên người. Lại như thế nào sẽ có như vậy nhiều kỳ quái bí mật? Vũ Thiên Yến đáy lòng trầm xuống, lại là nhìn về phía đối diện Phượng Trường Duyệt. Phượng Trường Duyệt tuy rằng không có nghe thấy Trúc thấy nói, nhưng là cũng thấy hai người chi gian dị thường. Nhất thời rằng có tại chỗ, không có động tác. Chỉ là đôi mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Trúc thấy. Nếu hắn một khi có dị động, nàng nhất định sẽ nghĩ mọi cách. Trúc thấy lạnh lùng nhìn Phượng Trường Duyệt liếc mắt một cái. Ý vị không rõ nói, nếu là nàng biết ngươi có nhiều như vậy bí mật gạt nàng. Chúng ta chi gian không có bất luận cái gì quan hệ. Chuyện của ta cũng không liên quan nàng chuyện gì. Vũ Tiên Yến ho khan hai tiếng, sắc mặt lãnh đạm, đạm mặc như tuyết. Tuy rằng thoạt nhìn hình dung chật vật, nhưng là kia một thân cự người với ngàn dặm ở ngoài hơi thở, lại là càng thêm nồng đậm. Phượng Trường Duyệt nhíu nhíu mày, không biết vì sao, cảm thấy Vũ Thiên Yến bỗng nhiên trở nên có chút không giống nhau. Trúc thấy có chút kinh ngạc nhướng mày, Nga, xem nàng như vậy ra sức cứu ngươi, ta còn tưởng rằng. Bất quá, nếu là ngươi trong lòng không có nàng, có thể như vậy liều mạng. Ha, buồn cười. Vũ Thiên Yến cũng cười, trong ánh mắt tựa hồ nhiễm huyết, một mảnh huyết hồng, mơ hồ không rõ. Duy đập kia thân ảnh, tinh tế, thẳng tắp như nhau trong trí nhớ bộ dáng. Ngươi chính là hỏi ta 100 biến, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Kia cái gọi là đồ vật, ta cũng chưa bao giờ biết là cái gì. Trúc thấy sắc mặt chỉ một thoáng khó coi lên. Một khi đã như vậy, oanh! Bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh kinh thiên dựng lên. Tất cả mọi người đảo mắt nhìn lại, lại thấy là nguyên bản kia một cái màu sắc rực rỡ vòng sáng, đột nhiên tiêu tán mở ra. Vô số sáng dọi hướng tới bốn phía tan đi, điên cuồng năng lượng dao động cũng lan đến bốn phía. Dựa vào gần người lập tức triệu hoán linh lực áo giáp đồng thời bay nhanh lui về phía sau. Nhưng mà kia lực lượng lại là vượt quá tưởng tượng. Cơ hồ là trong chớp mắt liền làm vỡ nát những người đỏ áo giáp. Thật mạnh té rớt trên mặt đất. Trong lúc nhất thời huyết nhục vẩy ra kêu rên nổi lên bốn phía. Toàn bộ đế đô đều trong khoảnh khắc bị này một mảnh màu sắc rực rỡ quang mang bao phủ. Nhưng mà bao phủ dưới lại là vô số kiến trúc ở sụp đổ, vô số người ở bị thương thậm chí tử vong. Mà Phượng Trường Duyệt lại đúng là này một mảnh gợn sóng trung tâm. Thân thể của nàng phía trên, bỗng nhiên huyết nhục băng giải, chảy ra vô tận máu. Nàng cuối cùng ý niệm đó là bạc hồn ma chơi. Rốt cuộc vẫn là bạo phát, ngay sau đó, liền mất đi ý thức suy sụp ngã xuống. Trường Duyệt, viện trường, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, nhưng mà giờ này khắc này, lại là không người có thể tới gần. Ngay sau đó, lại thấy Phượng Trường Duyệt nơi ở, một mảnh kim quang hiện ra. Một đạo cường tráng thần thánh thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện. Phượng Trường Duyệt thân thể, bị thương cẩn thận ôm ở trong lòng ngực, rồi sau đó, lộng lẫy kim sắc đôi mắt bỗng nhiên mở. Thiên địa chi gian, thay đổi bất ngờ. Vì thế, ở vô số người chú mục dưới, một mảnh sắc sỡ màu sắc rực rỡ quang mang, đột nhiên nghiêng mà xuống, hơn nữa không ngừng lan tràn mở ra, mà ở chính giữa nhất vị trí. Một mảnh thần thánh kim sắc đột nhiên xuất hiện. Không trung phía trên, bỗng nhiên sấm sét ầm ầm. Rồi sau đó, bỗng nhiên như là nứt ra rồi giống nhau, chậm rãi xuất hiện một đạo màu trắng khe hở. Nhàn nhạt phát sáng, giống như nước chảy giống nhau. Từ chân trời rơi xuống. Rồi sau đó, cùng kia màu sắc rực rỡ hội tụ ở bên nhau. Phảng phất thiên địa tại đây một khắc bỗng nhiên tương dung. Mà nhìn thấy một màn này, đó là Trúc thấy, cũng vô cùng khiếp sợ mờ to hai mắt. Sao có thể, sao có thể? Cái kia thiếu nữ. Thoạt nhìn tuy rằng lợi hại, chính là cũng bất quá là nơi này một cái bình thường tu luyện giả thôi. Nàng sao có thể cùng nơi đó có quan hệ? Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Bởi vì nàng có nguy hiểm, hoặc là xúc động cái gì, mới đưa đến nàng cư nhiên cùng nơi đó liên tiếp lên. Nàng rốt cuộc là cái gì thân phận?
Giờ khắc này, hắn nhìn kia một mảnh lộng lẫy quang huy, bỗng nhiên trong lòng sợ hãi. Trực giác nói cho hắn, cái này thiếu nữ tuyệt đối không đơn giản. Nhưng mà hiện tại, là vô luận như thế nào cũng không có cách nào đem nàng giết chết. Phượng Trường Duyệt lúc này đã mất đi ý thức, vô lực hôn mê ở Thương trong lòng ngực. Thương cúi đầu, thật cẩn thận nhìn nàng, kim sắc trong mắt toát ra bi thương phẫn nộ. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân người tỉnh tỉnh a, người thế nào, người không cần dọa oa oa. Một tiếng non nớt khóc kêu vang lên, lại là oa oa từ kim sắc vòng tay bên trong bò ra tới, ngồi ở một bên, nhìn hôn mê Phượng Trường Duyệt không ngừng khóc thút thít. Đừng khóc, hiện tại nhất quan trọng chính là cứu nàng. Tiểu thải không biết khi nào, cũng đã về tới nơi này, nhìn như bình tĩnh, nhưng là cánh lại là run nhẹ nhẹ, trên đầu lông chim không ngừng rung động. Thương trong lòng trầm xuống, oa oa cư nhiên chính mình ra tới. Chứng minh Phượng Trường Duyệt thật là hoàn toàn hôn mê, hơn nữa, hiển nhiên đối kim sắc vòng tay lực khống chế yếu bớt rất nhiều. Bằng không, dù cho oa oa trưởng thành, cũng không có khả năng chính mình ra. Tới. Nó trầm giọng nói, các ngươi không cần lo lắng, chủ nhân sẽ không có tánh mạng chi yêu. Tiểu thải cùng oa oa đều nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía nó. Bởi vì, nó lặng im một lát, tiếp theo nháy mắt, Phượng Trường Duyệt thân thể bỗng nhiên trôi nổi lên. Phượng Trường Duyệt trong cơ thể, linh tông chi tâm phía dưới, một viên kim sắc sao trời, chậm rãi hiện lên. Xưa nay chưa từng có lộng lẫy, như là trong khoảnh khắc ánh sáng hắc ám, vô tận phát sáng. Đường đế đô quang mang biến mất thời điểm, tất cả mọi người bỗng nhiên phát hiện, tới khiêu khích những người đó, bỗng nhiên toàn bộ đều biến mất. Mà mấu chốt nhất chính là Phượng Trường Duyệt cũng đã biến mất. Chương 332, sơ tới Tây Lang. Phượng Trường Duyệt chỉ cảm thấy đến chính mình loáng thoáng ở một mảnh ấm áp nước suối bên trong trôi nổi không chừng, không ngừng có ôn thuần lực lượng dũng mãnh vào thân thể của nàng bên trong. Hơn nữa, dọc theo mạch du tẩu, chậm rãi ôn dưỡng bởi vì lực lượng khô cạn cùng thần hỏa bùng nổ mà trở nên có chút biến hình gân cốt. Một tia một sợi lực lượng dung nhập thân thể mỗi một chỗ. Chậm rãi khôi phục thân thể của nàng. Mà nàng thần thức bên trong, ở một mảnh hỗn độn bên trong, dần dần xuất hiện một đạo kim sắc ánh sáng, dần dần rõ ràng. Nàng ngay từ đầu cảm thấy chính mình tựa hồ ở một mảnh trong hư không mặt bay. Chung quanh trống không, không có thể dựa vào hoặc là nghỉ ngơi địa phương, nàng liền như vậy lang thang không có mục tiêu du đãng thẳng đến kia thần thức bên trong một đạo kim quang tưới xuống. Nàng mới đột nhiên ý thức được cái gì? Nàng mày hơi hơi nhăn lại, rốt cuộc có một tia muốn mở to mắt ý thức nhưng là mí mắt lại dị thường trầm trọng như là có thứ gì đè ở đôi mắt thượng. Mà thân thể cũng như là bị cái gì trói buộc giống nhau, lần chịu kiềm chế tựa hồ liền động nhất động đều không thể. Nàng ở nửa tỉnh nửa mê chi gian, theo bản năng dùng sức lại chỉ cảm thấy thân thể trong vòng một trận đau nhức truyền đến, nàng thần thức lần thứ hai trở nên mơ hồ lên. Nhưng là trời sinh cảnh giác làm nàng trong lòng trước sau có một cây huyền căng chặt cho nên từ đầu đến cuối đều không có lại lần nữa ngất xỉu. Nàng hoãn vừa chậm không biết qua bao lâu, chờ trên người kia đau đớn dần dần biến mất liền lại lần nữa nếm thử. Chói mắt dương quang làm nàng theo bản năng nhắm mắt lại, rồi sau đó giật giật ngón tay, cảm giác được không như vậy đau lúc sau, mới giơ lên cánh tay, che khuất đôi mắt. Chờ thích ứng ánh sáng lúc sau, nàng mới thấy rõ trước mắt hết thảy. Một mảnh xanh thẳm không trung, như là một khối thuần tịnh màu lam đá quý, ôn thuần trong suốt. Xanh biếc xum xuê chặt cây đan sen, làm ánh mặt trời loang lổ phóng xuống dưới. Như là tinh tinh điểm điểm sáng rọi. Chung quanh thực an tĩnh, chỉ có phượng thổi tới, lá cây tắc tắc mà động thanh âm, làm người nghe xong liền chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh yên lặng. Gần là như thế này nhìn, khiến cho nhân tâm bỗng nhiên trở nên bình tĩnh rất nhiều. Nàng sừng sốt một lát mới phản ứng lại đây, hiện tại chính mình là nằm trên mặt đất. Nàng trợn tròn mắt nhìn trong chốc lát mới nỗ lực chống đỡ khởi thân thể ngồi dậy. Rồi sau đó, liền thấy được trước mắt cảnh tượng, đây là một mảnh rừng rậm.
dưới thân là thật dày lá rụng. Theo nàng đứng dậy động tác phát ra nhỏ vụ thanh âm, nhưng là lại thập phần mềm mại, chóp mũi cũng là một cổ thập phần tươi mát lá cây cỏ cây hơi thở. Chung quanh là vô số thô tráng cây cối, thân cây thẳng tắp hơn nữa rất cao, liếc mắt một cái nhìn lại, cơ hồ cao ngất trong mây. Lá cây đại đa số là rất nhỏ tiểu nhân lá cây. Nhưng là thoạt nhìn lại vẫn như cũ tràn ngập sinh cơ, lọt vào trong tầm mắt một mảnh xanh ngát. Toàn bộ rừng cây đều có vẻ phá lệ yên tĩnh. Nàng trước đem chung quanh đều không rơi dấu vết quan sát một lần, lúc sau, xác định không có nguy hiểm. Mới bắt đầu hồi tưởng phía trước phát sinh hết thảy. Phía trước từng màn như là điện ảnh giống nhau, bay nhanh ở trong đầu mặt hiện lên. Kia như là một bức tranh vẽ giống nhau bay nhanh xẹt qua cảnh tượng, tuy rằng nùng liệt lại vẫn như cũ rõ ràng vô cùng. Nghĩ đến phía trước, nàng vì giúp Vũ Thiên Yến cùng những cái đó kẻ thần bí mà chiến đấu. Nghĩ đến phía trước, Bắc Tinh Học Viện cùng Heiner Học Viện đồng thời lựa chọn làm phản, hơn nữa liên hợp những người đó đối áo tư đế quốc hoàng cung tiến hành bước vua thoái vị. Nghĩ đến phía trước, nàng rõ ràng đã cùng vài người đã giao thủ, Quý Minh Thành đã chết, mà Heiner Học Viện viện trưởng Hải Xuyên, dùng thần bí cực đoan thủ đoạn, lấy chính mình tử vong vì đại giới. Muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. Nghĩ đến phía trước, nàng thân thể trong vòng linh lực cùng tinh thần lực cơ hồ hao hết. Cả người đều chỉ là dựa vào một hơi ở chống đỡ, tuy rằng cuối cùng đột nhiên xuất hiện cái kia chính nàng cũng không biết như thế nào xuất hiện vòng sáng, cơ hồ đã có thể thắng lợi. Cuối cùng thời điểm lại là bỗng nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Nàng thân thể trong vòng lại lần nữa ẩn ẩn làm đau, nàng cau mày thở dài. Cuối cùng xuất hiện cái kia ngoài ý muốn, nàng tuy rằng phía trước đã từng lo lắng quá, nhưng là lúc ấy. Là thật sự không nghĩ tới cư nhiên sẽ thật sự phát sinh bạc hồn ma chơi bạo động. Ngay cả nàng lúc ấy đều là lắp bắp kinh hãi, ở kia vòng sáng sắp đem sở hữu màu đỏ quang nhận cắn nuốt lúc sau. Nàng lực chú ý cũng đều đặt ở bị bắt cóc hấp hối Vũ Thiên Yến trên người, nghĩ khi nào ra tay cứu hắn mới có thể mới là tốt nhất, lại bỗng nhiên liền cảm giác ở trong thân thể. Đột nhiên một cổ nóng cháy lực lượng dâng lên mà ra, cơ hồ đem nàng cả người đều bao phủ. Kia trong nháy mắt, nàng trong đầu thậm chí liền tử vong ý niệm đều không có, hoàn toàn là trống rỗng. Bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa kia cổ lực lượng là ở quá mức cường đại, nếu là phía trước nàng toàn thịnh thời kỳ, như vậy còn có thể áp chế một chút. Nhưng là cuối cùng kia trong chốc lát thời gian, lại là cái gì đều không rảnh lo. Nàng thân thể trong vòng, bốn loại thần hòa đột nhiên thất hành, bạc hồn ma chơi bùng nổ tự nhiên liền tạo thành kia thình lình xảy ra một màn. Mà chính nàng cũng là nháy mắt hôn mê qua đi. Ở hôn mê phía trước, nàng bên tai chỉ mơ hồ nghe được vài tiếng mãn hàng kinh sợ cùng lo lắng gầm rú, mặt khác liền cái gì cũng không biết. Tê! Nàng đau đầu nhíu nhíu mày, thân thể vẫn như cũ là từng đợt suy yếu cảm truyền đến. Ngay cả nàng như vậy nhẫn nại lực siêu cường người, đều cơ hồ không thể chịu đựng được trên người đau đớn. Có thể thấy được nàng thật là gặp không giống tầm thường tra tấn. Giống như, cuối cùng, tựa hồ có ai đi cứu nàng. Phượng Trường Duyệt đôi mắt nhất định, rồi sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lập tức cúi đầu nhìn về phía chính mình thủ đoạn. Tiểu Bạch. Nàng ở hôn mê thời điểm tuy rằng mất đi ý thức nhưng là cùng Tiểu Bạch chi gian khế ước liên hệ, làm nàng mơ hồ biết được cuối cùng là Tiểu Bạch xuất hiện. Mà hiện tại nàng ở chỗ này. Như vậy Tiểu Bạch đâu? Nếu Tiểu Bạch không có gì sự, như vậy khẳng định sẽ ở bên cạnh bảo hộ nàng. Mà không phải giống như bây giờ, hoàn toàn lặng yên không một tiếng động.